Chủ nhật cả nhà ơi, hai vợ chồng mình lại đi thăm lờ. Hôm nay còn nhiêu cái anh? Còn khoảng 30 cái. Không biết kết quả hôm nay thế nào đây. Tại có mấy chỗ không có rồi mình cũng cuốn về hết số rồi cả nhà ơi. Chỉ còn lại có một ít à. Nên cái lời đầu tiên nè. Đó. Gì vậy? Rồi. Ở em nghe cái sồn rõ ràng con cá phóng ở ngoài luôn rồi. Cái lờ bị gách đó cả nhà. Xong rồi mới vừa dở cái lờ lên là con cá phóng ở ngoài luôn. Rồi gách cái lỗ bành kia luôn. Bởi vậy nghe tiếng phóng cái sồn rõ ràng luôn là con cá phóng ở ngoài rồi. Cái bụi cỏ này đẹp ghê luôn nè, mà có cá đó, mà tại vì cái lờn bị gắt đó. Kìa, cái mình bát to kìa. Lên bờ hả? Cả nhà biết cái này chỉ gì không cả nhà? Ở chỗ mấy bạn không biết có không, chứ ở quê mình là đầy luôn. Tới mùa nước có nhiều lắm. Hôm nay đồng nước giật bớt rồi nè. Khô đồng hết rồi. Không biết cái này có không này. Rồi, cái lờ khô lên cao luôn rồi. Ê, được con cá lóc nha. Mở hàng được con cá lóc nha. Thôi cuốn về luôn đi anh ơi. Nước nó giật xuống nó khô. Đừng con cá lóc nhỏ nữa. Mấy cái để trong này mấy cái lờ nào mà không gách là còn cá hết trơn nữa anh ha. Mấy cái nãy là cái nào cũng có cá hết trơn mà để giờ là nó gách kia nên là cá nó phóng ra ngoài chứ. Cái đường này là tổng cộng là 7 cái lờ mà nãy giờ dỡ lên 4 cái lờ rồi gách hết 3 cái rồi đó. Nó được một con cá lóc nữa. Bị lạc á hả? Ê, hôm nay là mình cuốn về hết luôn nha, tại vì nước nó mấy rồi. Cái này có bị không, có bị gách nè. Hồi nãy 3-4 cái hồi nãy đầu tiên là gách hết trơn nên không có còn cá. Hôm nay lại chỗ này là chỗ huyền thoại của hổm này cả nhà, chỗ mà dở một lờ lên được 4 con cá lóc. Hay hám gì không, có không được một con cá lóc nhỏ. Vậy luôn đi, để đợt sau là nó khô rồi đó. Đợt sau là nó khô đồng rồi đó, thấy anh thấy không, bữa nay giật cao lắm rồi đó. Hôm nay là còn để thêm đợt nữa hả? Sáng sớm còn nắng quá.
năm đợt trước hình như là cái đầu tiên thì không có phải không ạ? Vô khủng long. Có dấu phóng hả? Có không? Trời ơi. Ngọt lạ luôn. Coi. Con cá lóc. Hai con cá lóc hả? Hai con cá lóc, con cá rô. Hả? Còn cá lau kiến nè. Cá lau kiến nó nhỏ quá, mình thả đi. Cái rô bự hơn. Vậy mới bà cho anh bắt anh mới có cá được. Không phải loại đi cho khác, nó không loại vô cái lợ của anh rồi lấy đâu có cá. Chỗ này ba cái. Cái này là cái cuối cùng. Gì? Nhổng đầu hả? Nhổng đầu coi coi. Từ từ. Đó. Nữa rồi, cái lợ này nhổng đầu nữa rồi. Đó đó đó, cá phóng nữa rồi. Sập cây nghiêng luôn. 4 5 con luôn. 4 5 con luôn. Cá lăng mặn lăng mặn. Cá nhỏ nhỏ không mà nhưng mà 4 5 con luôn, cái lợ này đợt nào cũng vậy chứ ta. Chỗ này đợt trước cũng được 4 con á cả nhà. Mà 4 con bự bự không à. Đợt này được mấy con? 5 con. Được 5 con nhưng mà con vừa vừa, nhỏ nhỏ. Hả? Bữa em kêu anh đặt thêm chỗ này cái hai cái nữa em kêu. Chỗ này nó có cá chạy nè. Nhìn cái lờ coi nó có bị dách bị gì không, đổi cái lờ mới. Lờ này lờ mình làm được phải không anh? 5 con cá lóc luôn. Có không? Có không? Coi coi. Khoan khoan coi coi. Đó. Trời ơi. Một lợ cá chê luôn. Cá chê vàng không luôn. Má ơi. Anh chụp hình chụp hình. Dở cái lợ cá lên coi. Trời. Trời ơi. Một lợ cá chê luôn. Hả? Thấy không cả nhà, thấy không nè, đưa lên đây cái anh kề kề đó đó, đẩy xuống đây vậy nè mới thấy được cá nhiều nè, đó cận cảnh luôn, thấy ghê không? Ôi vô rồi, vô rồi, vô rồi, ngon ngon ngon. Trời lỡ cá chê luôn đó, ghê chưa, ghê chưa. Cá chê vàng luôn. Cũng có cái chê trắng nữa nha, nhưng mà ít, toàn là chê vàng là nhiều, một lợ luôn. Là chắc cỡ ký mấy luôn hả? Trời
cái dầm bếp chống xuồng với anh. Đó, nghe tiếng sộn sộn đó. Ôi, mấy con? 4 con, 3 con cá lóc với con cá chê vàng. Vô vô vô. Nó xuống rồi, nó đều không đi rồi đó. Trong đó rồi. Đậu, đậu, đậu. Mình bắt cũng được, ở nhà mà bắt thì nó hơi lâu. Uống luôn hả? Rồi mình đổ thì nó nhanh hơn. Có không? Đỏ. Đó. Nghe nhảy phóc 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 ở trỏng nữa kìa. Mấy con? Ăn cái gồ vô lỡ dở thì chưa vô được. Cái gồ nó đang vô chưa ấy. Được con cá lóc. Vô lỡ dở chưa vô tới nữa, bắt hơn. Ta mới vừa vô tới, chưa tới nhà nữa bắt ta đi ra lại. Lóc cộng cỡ 300 g ha. Vô cái chỗ này đó, nghe tiếng sóng phồng phồng nữa rồi đó. Đó cá lóc rồi, có chê vàng rồi, có gô. Im cái đường này bên này, cái đường này bên này im. Đây là cá nội chê vàng rồi, cá lóc rồi, cá gô, còn cá chai kìa. Ôi cá gô con nào nấy ngon ngon anh ha. Cái gô mà mình đổ lợp á, nó mướt con cá, nó có bị sần sụ con cá. Giờ nãy giờ chỉ có cái đầu tiên là không có thôi, còn mấy cái này cái nào không có nha anh ha. Hai cái không có à. Đó, con cá gô bự luôn cả nhà. Con cá cặm cá, cá rung này. Nay đi trời nắng ghê luôn. Đó. Đó. Nghe sộn 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 nữa rồi đó. Ếch bà với mấy con cá lóc. Ba con cá lóc với con ếch. Ô con ếch bự quá, bự rồi. Cho cái khu này mũi dữ lắm luôn, ý là mình đem sức phèo theo mình sức rồi đó mà còn bị mũi bao to rồi không đó. Ở đó luôn vậy hả? Mũi quan cục nghe đang quan sức luôn. Chê vàng, bữa nay chạy chê vàng. Gô nó chạy chê vàng, gô à. Mấy cái gô nghỉ cái chê vàng. Mấy người mà ta ấy à, đổ vớn này kia đó cũng được cái chê vàng, cái gô quá trời luôn. Khó ăn cái chê
cái ngặn của nó dính vô lưới á. Ta làm gì mà ta bư cỏ, ta dẹt cỏ quá trời luôn người ta. Vô. Ô. Quá trời luôn, mà giờ cái chỗ này đường cái lợn nào cũng trúng hết trơn tao, bữa nay vô mạnh. Vô. Mấy con. À, ba con cá lóc. Với con ếch nhỏ nó thả luôn đi anh ơi, nó nhỏ quá. Tiếc con cái là bữa nay trời nắng quá, hình ảnh nó mấy gì được đẹp. Nổi quá trời nổi luôn. Khu này là cái khu mà mũi là huyền thoại luôn. Có không? Đây con cá lóc cứng. Nó nhảy như sộn miếng sông á. Cái nào dở lên cũng hả? Cái này cái chai vàng phải không? Cái chai vàng với cá lóc. Con cá chai vàng, hai con cá lóc. Này đồ khỏi tu chai vàng luôn. À. Này được cái chai vàng với cá gô nhiều. Cá lóc cũng có. Còn trong kia cái nữa không? Cái lươn. Ờ, cái bữa hổm dính con lươn, nó biết đợt này dính cái gì đây. Để nó đi, đặt xuống lợi đi. Nó trong kia cái nữa hết rồi phải không anh? Ta bư quá trời bư luôn rồi. Nghe không? Hơi hãm gì không? Má hai bạn gặp cái ối luôn nó cá lóc thích dữ lắm rồi. Đừng con. Quá mũi à. Chạy giác à. Đó, nghe sống sọ. Coi con có bị rách chỗ nào không? Cái này hình như đợt trước không có dính con nào phải không? Ê, nãy giờ hoài luôn á. Đầu luôn hả? Trời ơi. Đó, đó, anh nói được đang kiếm được khủng long đó. Hai con luôn, chỗ này đợt rồi cũng có. Chưa có bị sừ đuôi sừ mình chứ không anh?
nó chưa tại cái đầu nữa. À. Đã nổi vô luôn. Đấy, hơi hơi rồi. Tà đầu phải không? Đó, có chặt ở trong đó nè. Gió ghê không? Gió này là chuẩn bị sang gió Bắc rồi đó. Có nhắm đầu không? Hả? Đợt con cá lóc cứng. Lắm ra chắc cỡ 150g. Vừa vừa thôi, để không thôi cá nó nhảy ra ngoài nữa đó. Cái gì? Nhắm đầu không? Mấy con? Hai con? Cái cầu lờ nào cũng hai ba con thì là ngon. Không thấy mấy con, hai con phải không? Hai con. Gách cái lại là gách mà vẫn còn hai con. Đó, nghe sổng sổng mà. Cái gì? Trời ơi, một lỡ cá chê luôn. Vô rồi, bữa nay vô nữa rồi. Ôi, cá chê này bự không luôn nè. Trời ơi. Quá ngon rồi, cái nè, cá chê bự không luôn. Vô nữa rồi. Đi thăm lờ mà gặp cá nhiều gì nè mà không dám la luôn á cả nhà. Sợ á. Sợ người ta giòm ngó. Anh nhìn đây nè. Nó nghe sộn sộn rồi đó. Có lý nghe. Quay lại đây coi. Được con cá lóc con cá lóc bự với con cá chê vàng hay con cá rô. Ừ, đúng rồi, nhớ rồi, chỗ này. Chỗ này là chỗ đặt đầu tiên. Ê, có. Cá, hai cá lóc, hai cá chê vàng, phải không anh? Hai cá chê vàng trắng trời, con cá chê vàng đó coi nó ú rồi. Nó uống luôn.
Đó. Có cái gì? Cá chê, cá rô, nhóc luôn. Đó. Cá lóc với cá rô càng ôi, cần nhìn cái rô nè. Nhìn cái rô nè. Ngon đấy, to to không luôn cá rô. Càng ôi, con cá rô nó ngon anh ơi là anh. Hôm nay là thành quả buổi đi thăm lờ của hai vợ chồng em nha. Để lên cân thấy cây được nhiêu ký anh. Còn con ở ngoài nữa kìa. Chắc chín đi chứ rồi. Để lên cân đi. Cá hôm nay trúng nè. Hôm nay á hả? Lờ nào cũng có hết trơn luôn. Không ít thì nhiều, ít nhiều, dạy con. 10 ký 8 là còn 10 ký tại cái thau này mình trừ là 800 g. Đúng 10 ký luôn cả nhà. Đó, đây là kết quả. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Nếu xem video cho em xin một like, một đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà.